Ngày 26 tháng 8, Tòa án Nhân dân huyện Anh Sơn, Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm nguyên lãnh đạo cán bộ xã Khai Sơn về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo ở xã Khai Sơn bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Thị Ngọc Ánh, 41 tuổi, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Nguyễn Văn Đạo, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phan Thị Hoài, 30 tuổi, nguyên công chức địa chính nông nghiệp, Nguyễn Thị Duyên, 35 tuổi, nguyên công chức tài chính kế toán, Nguyễn Thị Liên, 54 tuổi, nguyên phó thôn 7. Theo cáo trạng, năm 2021, người dân xã Khai Sơn được hỗ trợ hơn 993 triệu đồng thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2020. Tuy nhiên, qua phản ánh của người dân, việc chi trả tiền có dấu hiệu bất minh. Từ đơn thư phản ánh, Công an huyện Anh Sơn đã vào cuộc điều tra, qua đó phát hiện số tiền bị ăn chặn hơn 180 triệu đồng. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Ánh 2 năm tù, Nguyễn Văn Đạo 12 tháng cải tạo không giam giữ. Các bị cáo Phan Thị Hoài lãnh 18 tháng tù, Nguyễn Thị Duyên 16 tháng tù, Nguyễn Thị Liên 12 tháng tù nhưng đều cho hưởng án treo. Riêng bị cáo Phan Thị Hoài phải hoàn trả hơn 172 triệu đồng, Nguyễn Thị Liên hơn 12 triệu đồng cho các hộ dân bị thiệt hại.